Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày nắng nóng cao điểm thì hôm nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ, nắng nóng sẽ thu hẹp dần và giảm dần về cường độ. Dự báo nắng nóng ở hai khu vực này sẽ còn duy trì đến hết ngày 8 tháng 4, sau đó sẽ giảm dần. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Hôm nay, phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, mức nhiệt cao nhất ngày tại đây trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Riêng khu vực vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh chỉ từ 24 cho đến 25 độ, trời se se lạnh. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng thì yếu đi, nền nhiệt cao nhất ngày trong khoảng từ 34 đến 36 độ, nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Với Trung Bộ, khí lạnh cuối mùa gián tiếp khiến cho vùng thấp nóng yếu đi, lượng nhiệt vùng thấp này đưa tới miền Trung cũng giảm. Vì vậy mà nắng nóng chỉ còn thu hẹp lại từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Các nơi khác từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh và khu vực từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận, mức nhiệt cũng giảm thấp dưới 34 đến 35 độ. Chỉ riêng ở phía Nam, trên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng mạnh từ sớm. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thành Nam Bộ với mức nhiệt cao từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Ngay cả các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mức nhiệt cũng xảy ra nắng nóng 35-36 độ. Trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cần đề phòng có mưa rào và có nơi có dông, đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các vùng biển ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng rộng. Những cơn mưa rải rác trong đêm và sáng đã giúp cho thủ đô Hà Nội có một buổi sáng mát mẻ và se se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng 23-24 độ. Còn trong ngày thì trời tạnh ráo, nhiều mây, mức nhiệt tăng lên mức 29 độ nên vẫn khá dễ chịu. Trong thời tiết này thì còn gì tuyệt vời hơn là xuống phố cùng với bạn bè, người thân, cùng chụp lại những bức ảnh đẹp nhất với những cây hoa xưa trắng rực và ghi lại những khoảnh khắc giao mùa rất đẹp ở Hà Nội. Tương tự, tại khu vực Trung Bộ, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng có thời tiết lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, du lịch ngày cuối tuần. Cao điểm nắng nóng đã qua, hôm nay trời tạnh ráo, nắng mây đan xen với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ từ 32 đến 33 độ. Về tối và đêm, nhiệt độ hạ về còn 24-25 độ, trời chuyển mát với gió biển thổi nhẹ. Chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng vẫn đang kéo dài, mức nhiệt cao nhất trưa nay trên thành phố vẫn duy trì mức cao 36 đến 37 độ. Do hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cảm nhận còn tăng hơn khoảng 2-3 độ nữa, trời lại khô do độ ẩm giảm thấp. Vì vậy, quý vị lưu ý hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nắng gắt từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Do đang bước vào thời kỳ chuyển mùa nên mưa dông vẫn lặp lại trên khu vực Bắc Bộ trong những ngày tới, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Đáng lưu ý, mưa trong giai đoạn chuyển mùa này thường là những cơn mưa dông đi kèm với dông sét, gió giật mạnh và cả mưa đá. Vì vậy, quý vị cần hết sức lưu ý.
Còn ban ngày, trên hầu khắp khu vực vẫn chủ đạo là trạng thái nắng gián đoạn, trời oi nóng với mức nhiệt cao nhất trong hai ngày mùng 6, mùng 7 tháng 4 phổ biến từ 28 cho đến 31 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn. Sang ngày mùng 8 tháng 4, do mưa tăng dần, nền nhiệt trên khu vực lại giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ nữa. Với Trung Bộ, dù cao điểm của nắng nóng đã qua, nhưng trong 2 ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế tiếp tục mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho tới Phú Yên, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngoài nhiệt độ cao thì độ ẩm trong không khí tiếp tục duy trì mức thấp, chỉ từ 30 đến 45%. Dự báo nắng nóng ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên còn duy trì đến khoảng ngày 8 tháng 4, sau đó mới giảm dần. Vì vậy, quý vị tiếp tục cảnh giác với nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn trong sinh hoạt do ảnh hưởng của thời tiết. Tương tự, ở các tỉnh thành phía Nam, thời tiết cũng đang duy trì trạng thái khô nóng trên diện rộng. Dự báo mức nhiệt cao nhất tại các tỉnh thành Nam Bộ phổ biến từ 34 cho đến 37 độ, có nơi còn trên 37 độ. Độ ẩm giảm thấp chỉ từ 45 đến 55% nên rất khô hanh, cảnh báo nguy cơ cháy nổ ở mức cao. Trên biển, dự báo trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Biển Đông và phía Bắc của giữa Biển Đông tiếp tục duy trì gió Nam đến Đông Nam với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam, có lúc Đông đến Đông Bắc khoảng cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Thank you.